Liên xin trọng kính chào quý khán thính giả đang đến với chương trình SCT Home Shopping lần đầu tiên cùng với anh Liên. Trước khi gửi đến quý vị những sản phẩm của ngày hôm nay, anh Liên xin được giới thiệu một chút xíu về SCT Home Shopping. Đó là hệ thống SCT Home Shopping được thành lập khoảng 2 năm nay thưa quý vị. Tuy là trong thời gian rất là ngắn nhưng SCT Home Shopping phát triển rất nhanh và rất mạnh, gây được nhiều uy tín và khách hàng ủng hộ cho SCT Home Shopping rất đông trên khắp mọi nơi 50 tiểu bang Hoa Kỳ cũng như Úc và Canada. SCT Home Shopping hiện tại có trên 100 sản phẩm khác nhau để phục vụ cho quý vị. Tất cả các sản phẩm trên hệ thống SCT Home Shopping đã được tuyển lựa rất là kỹ và là những sản phẩm tốt, hiếm có trên thị trường hiện nay. Với chất lượng rất là cao để mà phục vụ cho quý vị khắp nơi. Đồng thời với đời sống hiện tại ngày nay của chúng ta thì thời gian rất là quý hiếm thưa quý vị. Chúng ta mỗi ngày rất là bận rộn với công việc của mình, tối về thì còn lo cho gia đình, con cái và nhiều khi không có thời giờ để mà đi ra ngoài mua sắm. Chính vì như vậy anh Liên cũng biết rõ là quý vị có một số quý vị ở xa và cũng không có điều kiện để mà đi di chuyển hoặc là có xe để đi ra ngoài. Nên hôm nay anh Liên sẽ giúp quý vị chăm sóc cho sức khỏe của mình và có những cái chương trình tới đây sẽ giúp cho quý vị làm đẹp cho bản thân và giúp cho quý vị quan tâm về chu đáo với lại gia đình của mình và người thân của mình hơn. Bên cạnh của anh Liên đó là Ái Khanh, là người anh Liên đã đặc biệt mời vào trong ngày hôm nay để mà cùng chúng ta chia sẻ những cái sản phẩm mới đầu tay của SCT Home Shopping. Sản phẩm đầu tiên anh Liên xin giới thiệu đến quý vị đó là sản phẩm Symbol Slim 7. Đây là sản phẩm của công ty Premium Herbal USA do dược khoa Jacqueline Thu Thảo đại diện. Symbol Slim 7 là một loại thuốc dược thảo giúp cho chúng ta giảm cân với công thức kiểm soát cân nặng. Với phương pháp giảm cân rất hữu hiệu thưa quý vị, giúp cho cơ thể của mình khỏe mạnh với 7 điều lợi ích như sau. Đó là thứ nhất, kiềm chế cảm giác thèm ăn của mình. Và thứ hai là cung cấp cho cơ thể nhiều năng lượng tốt hơn. Thứ ba, cải thiện tinh thần và khả năng tập trung của mình. Thứ tư, tăng cường trao đổi các chất trong cơ thể. Thứ năm, giúp cho giảm đi những cảm giác bồn chồn lo lắng. Và thứ sáu, đó là quân bình lượng đường ở trong máu. Và một cái lợi ích rất là bổ cho cái điều thứ bảy, đó là duy trì và ổn định huyết áp và lượng mỡ trong máu. Người mẫu Ái Khanh đang cầm cái sản phẩm Symbol Slim 7. Đây là một cái sản phẩm được kết hợp từ các hỗn hợp chất xuất tự nhiên, bao gồm có chất chrome, cacao đen, chiết xuất từ hạt cola, tinh dầu của phong lữ, chất calcium từ san hô, cà phê xanh, hỗn hợp của quả bứa và những loại vitamin và khoáng chất khác. Chắc quý vị cũng muốn biết thêm về khoáng chất chrome có nghĩa là gì và có một số quý vị cũng vẫn còn thắc mắc về công dụng của nó phải không? Thưa quý vị, chrome là một loại vi khoáng dinh dưỡng rất là cần thiết cho quá trình chuyển hóa và lưu trữ chất béo, protein và carbohydrate cho cơ thể. Chất khoáng chrome còn là một vi khoáng rất quan trọng cho quá trình hình thành nhân tố kích thích, dung nạp glucose. Nhân tố này giúp điều chỉnh lượng đường mà trong cơ thể của chúng ta cần sử dụng và giúp điều hòa lượng đường ở trong máu. Những chất khoáng của chrome khi mà kết hợp với lại insulin đó thưa quý vị sẽ giúp cải thiện hóa trình chuyển hóa glucose từ trong máu sang các tế bào. Còn vậy thì tinh dầu phong lữ là gì? Tinh dầu phong lữ còn được gọi là hoa hạnh phúc hoặc là một thành phần có trong tinh dầu phong lữ có tác dụng hiệu quả hỗ trợ giảm cân thông qua quá trình sinh nhiệt cũng như cung cấp thêm nguồn năng lượng vận động cho cơ thể của mình. Ngoài ra còn chữa trị rất là hiệu quả cho tất cả các căn bệnh như là ho, cảm, mụn trứng cá, bệnh phát ban, những căn bệnh có liên quan tới gầu, có nghĩa là về da đầu của mình, và những căn bệnh nứt da ở bên ngoài và trong nội bộ. Tinh dầu phong lữ còn giúp điều chỉnh sự trao đổi chất lưu và lưu thông máu cũng như giảm những cái chứng bệnh trầm cảm, lo âu hoặc là căng thẳng mà chúng ta thường gặp phải mỗi ngày. Hoạt chất từ cacao đen trong Symbol Slim 7
có chứa chất oxy hóa rất là cao, mang lại những quyền lợi, lợi ích cho sức khỏe như là chống lại sự tổn hại của tế bào và có thể dẫn đến những cái bệnh gọi là bệnh mãn tính, giúp tăng cường và bảo vệ hệ thống miễn dịch, chống lại các bệnh mãn tính, giúp hạ huyết áp và cải thiện bệnh huyết áp, thưa quý vị, kích thích tâm trạng mệt mỏi và những cái tâm trạng cũng như hay có cái căn bệnh là hay bị u buồn bất chợt, giúp việc sản xuất chất hormone và tạo cảm xúc tích cực và chống cái căn bệnh trầm cảm. Đây là một cái căn bệnh mà người Việt Nam của mình ở xứ Mỹ cũng gặp phải rất là nhiều, giúp tránh những tình trạng tập trung không được tập trung lắm cho những quý vị nào có công việc mà mình phải ngồi ở văn phòng 8 tiếng, 10 tiếng mỗi ngày, hoặc là ngồi trước computer, hoặc là các em mà đi học không có được tập trung, làm bài không được tập trung, hoặc là thi cử không được tập trung, thì cái loại Simple Slim 7 này rất hữu ích. Chất caffeine trong thảo mộc thiên nhiên của Simple Slim 7 khi được nêu lên thì chắc là quý vị rất là lo lắng và có thể nhầm lẫn với lại những cái loại caffeine khi mà mình nhắc đến. Nhưng mà cái loại caffeine trong dược thảo là chứa những cái loại caffeine tốt hay không? Chúng ta cũng biết là caffeine là một tổng hợp có hại và có thể gây cho chúng ta, cơ thể chúng ta gây nghiện. Tuy nhiên, chất caffeine có trong một số dược thảo như là trà Herbamate hoặc là quả nho dây leo của Guanara hoặc là cola hoặc là trà xanh, thì tất cả đây là những loại caffeine mà rất là tự nhiên, còn được gọi là caffeine sinh học và không có hề gây nghiện ngập cho mình. Chất cả caffeine mà tự nhiên khi mà được sử dụng rộng rãi thì là nhờ đặc tính tạo cảm giác và kích thích và thúc đẩy cái sự tỉnh táo cũng như nâng cao cái hiệu quả về vận động thể thao. Ái Khanh đang cầm Simple Slim 7 giúp cải thiện sức khỏe cho quý vị. Chỉ cần quý vị uống mỗi ngày một viên thôi, thưa quý vị, khi mà dùng Simple Slim 7, chúng ta sẽ kiêng ăn mỗi ngày dễ dàng hơn, giúp cho chúng ta kiểm soát cái cân lượng của cơ thể mình, cho dù là mình đang thèm đồ ăn, thèm ngọt, hoặc là những cái chất tinh bột như là cơm, gạo chẳng hạn, hoặc là bánh mì, hoặc là để cải thiện sức bền dẻo khi mà mình tập thể dục, thì đây là cái sản phẩm rất là tốt cho chúng ta. Tất cả quý vị thì chắc là ai cũng biết là khi mà mình muốn diet hoặc là giữ cho thân hình thon gọn thì không phải dễ. Nhưng mà quý vị biết không, 90% khi mà mình diet là nhờ vào chế độ ăn uống và sự kiêng ăn của mình, còn 10% là nhờ vào vận động và tập thể dục mà thôi. Vì vậy cho nên Ánh Liên xin mời quý vị hãy dùng thử qua Simple Slim 7 để mà quý vị có thể mỗi lần dùng chỉ cần một viên vào buổi sáng sau khi ăn no với một ly thuốc, với một ly nước, thưa quý vị, tối thiểu là khoảng 8 ounce. Nếu mà quý vị uống được 16 ounce thì càng tốt hơn, tại vì thuốc mà mình không uống nước nhiều sẽ không có công hiệu. Xin quý vị nhớ giùm Ánh Liên nha, là khi mà quý vị uống loại thuốc Simple Slim 7 thì không nên để bụng đói và nhớ là phải ăn no vào buổi sáng trước khi uống. Tránh uống với lại những cái loại nước ngọt, nước soda hoặc là nước trái cây. Nếu mà quý vị cảm thấy khi sau khi uống mà mình có cảm giác hơi bị chóng mặt thì nên kiếm một cái gì đó ăn một tí xíu. Một cái lọ Simple Slim 7 như vậy với cái giá là 72 đồng cho một lọ, gồm có 30 viên. Chúng ta có thể uống trong vòng một tháng, tại vì mỗi ngày mình chỉ cần uống một viên thôi là đủ.